Trong hành trình 15 năm làm công tác tình nguyện, các thành viên của nhóm công tác xã hội Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường đầy ý nghĩa với những chuyến đi đến những nơi xa xôi, khó khăn, vất vả, để lại kỷ niệm khó quên. Đặc biệt vào thời điểm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, mặc dù gặp nhiều trở ngại, nhưng các thành viên trong nhóm công tác xã hội vẫn cố gắng duy trì hoạt động thông qua các hoạt động được chia nhỏ, cụ thể, hạn chế hoạt động tập trung và các nguồn lực hỗ trợ được chuyển trực tiếp đến người dân một cách nhanh chóng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch bệnh. Cũng chính từ đây, những tấm lòng nhân ái tìm đến với nhau, số lượng thành viên nhóm được mở rộng với các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp có lòng hảo tâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, đúng với phương châm của nhóm, chỉ thêm chứ không bớt. Cái chương trình ấm áp mùa đông đã được tròn 15 tuổi rồi. Mỗi lần mà đến với vùng đồng bào Tây Nguyên, bản thân tôi và các anh chị, các đồng chí trong nhóm công tác xã hội rất là cảm động, rất là mùi người. Phải nói là thấy bà con vùng sâu, vùng xa mình cực quá, khổ quá. Do đó là mỗi người trong nhóm công tác xã hội sẽ suy nghĩ một việc gì đó để đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho cái chương trình này. Mỗi lần đến với bà con thì phải nói là đem cái niềm vui đến cho mọi người. Và mỗi lần đến với bà con thì mới thấy được là cái ý nghĩa của cuộc sống của bản thân mình nó sẽ tốt hơn. 15 năm qua, trung bình mỗi năm có 2 địa phương của tỉnh Gia Lai được nhóm công tác xã hội đặt chân đến. Đến nay nhóm công tác đã tổ chức được 30 đợt thăm hỏi tặng quà cho thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị hơn 6,4 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là các hoạt động như thăm và tặng hơn 21.350 xuất quà, bao gồm các nhu yếu phẩm, xe đạp, chăn mền, quần áo và tiền mặt, hỗ trợ xây tặng 12 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho các hộ thanh niên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 14 con bò trị giá 92 triệu đồng cho 8 hộ thanh niên. Đặc biệt với mục tiêu hỗ trợ nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm công tác xã hội đã hỗ trợ xây dựng công trình cầu treo dân sinh tại làng Con Hờ Ton, xã Con Pờ Ne, huyện Cờ Bang. Công trình có tổng chiều dài 50m, có tổng trị giá 450 triệu đồng. Trong đó nhóm công tác xã hội Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 200 triệu đồng, 250 triệu đồng còn lại được trích từ nguồn vốn xây dựng cơ bản của xã. Công trình cầu dân sinh hoàn thành có ý nghĩa hết sức quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại trong sinh hoạt và vận chuyển sản xuất, giao lưu hàng hóa của người dân trong khu vực, góp phần tạo diện mạo mới cho làng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng xa nhất và khó khăn nhất của huyện Cờ Bang. Đây là một cái việc làm về cái kinh phí thì rất nhỏ nhưng nó mang một ý nghĩa rất lớn về cái xã hội. Cái nhất là tạo thuận lợi cho người dân đi qua lại và tạo thuận lợi cho người dân khi cái mùa thu hoạch nông sản vận chuyển để đến trung tâm, nâng cao cái giá trị của sản phẩm, tăng thêm thu nhập để xóa đói giảm nghèo. Cái thứ hai nữa là tạo thuận lợi cho các con em đi đến trường qua những không sợ tới mùa nước lũ nữa, an toàn về cái đảm bảo về tính mạng của các cháu. Bên cạnh trao tặng quà, mỗi lần thực hiện chương trình đã có hàng chục y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho hơn 10.000 người nghèo trên địa bàn các xã với tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Một trong những yếu tố để tạo nên sự thành công của chương trình tình nguyện ấm áp mùa đông chính là công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa tỉnh đoàn Gia Lai với nhóm công tác xã hội để tìm đến những nơi thực sự cần sự hỗ trợ giúp đỡ. Tuy giá trị của mỗi suất quà trao tặng đến người dân vùng khó không phải là quá lớn nhưng vô cùng ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm của nhóm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh Gia Lai trong việc chung tay cùng với xã hội chia sẻ với đồng bào vùng khó khăn. Qua 15 năm hoạt động, tổng kinh phí mà nhóm công tác xã hội thực hiện tại Gia Lai là hơn 13 tỷ đồng. Đây là một cái niềm hạnh phúc của cán bộ viên chức Bệnh viện Chợ Rẫy được đóng góp một phần nhỏ công sức của mình cùng với các anh chị bên tỉnh đoàn Gia Lai, đoàn công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khám bệnh, phát thuốc, tặng quà để chăm sóc sức khỏe cho người đồng bào nghèo tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các trẻ em nghèo của tỉnh Gia Lai. Qua đây thì chúng tôi rất mong muốn tình cảm gắn kết giữa Bệnh viện Chợ Rẫy với đoàn công tác xã hội và tỉnh đoàn Gia Lai
ngày càng bền chặt, và chương trình này sẽ được kéo dài để góp phần nhỏ công sức của cán bộ viên chức Bệnh viện Chợ Rẫy chăm lo cho đồng bào nghèo cũng như là các trẻ em nghèo của tỉnh Gia Lai. Có thể thấy rằng các anh chị, các tổ chức cá nhân cũng như là các doanh nghiệp, công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho bà con vùng sâu vùng xa của địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian vừa qua rất là nhiều những cái sự ấm áp từ trái tim của từng anh chị, từng công ty doanh nghiệp từ Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho các em thiếu nhi, bà con nhân dân ở địa phương tỉnh Gia Lai trong 15 năm qua rất là nhiều. Mong muốn tiếp theo trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp cùng với các anh chị đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị Bệnh viện Chợ Rẫy Răng Hàm Mặt cũng như là các cá nhân của các anh chị ở trong Thành phố Hồ Chí Minh để làm sao đó chương trình sẽ tiếp tục về với vùng sâu vùng xa, vùng thật sự khó khăn của địa bàn tỉnh Gia Lai để mang đến những cái món quà ý nghĩa này. 15 năm, một chặng đường chưa phải là quá dài, nhưng cũng đủ để những thành viên trong nhóm công tác xã hội Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận, thấu hiểu nhiều hơn những khó khăn, vất vả và sự mong chờ của người dân đối với sự chung tay chung sức của cộng đồng để tiếp thêm động lực vượt qua. Để từ đó, những trái tim nhân ái và tinh thần tình nguyện của nhóm công tác xã hội lại càng có thêm quyết tâm và hành động để nâng cao hơn nữa chất lượng của chương trình. Để mỗi năm qua đi, những xuất quà, những sự sẻ chia càng ý nghĩa, đem đến sự ấm áp cho người dân khi mùa đông về.